Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phần trong Zen View, đó là các phần như là CSS, JavaScript, các thể Metal và kiểu Doctype. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái controller mới để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nó hơn. Thì ở trong controller này chúng ta sẽ tạo ra đặt tên nó là format controller. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên của nó là format. Extend, chúng ta sẽ extend từ Zen controller action. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một thư mục và gọi là format trong phần view để chúng ta có thể sử dụng phần view đối với cái controller này. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một index action. Với phần index action này thì chúng ta sẽ từ trước đến giờ thì chúng ta sẽ việc đầu tiên chúng ta sẽ chạy thử nó trước. Sau khi tạo ra index action, chúng ta sẽ tạo ra một view cho nó. Và lúc này chúng ta sẽ đặt cho nó một giá trị để truyền ra ngoài view. Lúc này chúng ta sẽ ra ngoài index action và chúng ta truyền cái phần view này. Chúng ta sẽ truyền phần title ở phía trong action ra. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Thì chúng ta sẽ truy cập vào format và index action. Thì các bạn đã thấy format, controller và index action. Chúng ta bổ sung thêm một thẻ H2 ở phần này để cho chúng ta có thể dễ nhìn thấy hơn. Chúng ta refresh lại. Bây giờ chúng ta đã có format controller index action và chúng ta dễ nhìn. Lúc này tôi sẽ bỏ giao diện này đi để chúng ta có thể là nhìn thấy rõ hơn những phần chúng ta sẽ học. Vậy thì tôi sẽ thay nó bằng một giao diện mới. Chúng ta sẽ quay lại phần layout để chúng ta xem lại phần này. Thì để thay một giao diện mới thì chúng ta chỉ cần là thiết lập lại cái set layout của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nhầm lệnh set layout. Nhưng chút nữa chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều những cái action trong phần này. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tạo nhiều dòng này, điều này rất là mất công. Lúc này chúng ta sẽ học một phần mới, đó là hàm public function. Và chúng ta được gọi là init. Hàm này được chạy trước các action. Vậy thì nếu hàm được chạy trước các action thì chúng ta sẽ đưa cái phần layout này vào trong phần hàm init. Bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ hơn bằng cách echo cái phương thức này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng cái layout main 2 nữa mà chúng ta chỉ sử dụng một layout trắng. Vì vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái phần nào đó. Ví dụ như chúng ta tạo ra một layout được gọi là format.php. Trong phần format.html này thì tạm thời chúng ta chỉ đưa vào cho nó một thẻ, đó là this echo
Edit chọn đến Layout và gọi đến phương Content. Và sau đó chúng ta sẽ thay thế nó ở phần này Format. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại action của chúng ta để xem nó đã thay đổi hay chưa. Thì do các bạn nhìn thấy ở đây một lỗi xuất hiện do chúng ta định dạng là tập tin chúng ta gọi sẽ là PHP nên nó gây ra lỗi. Lúc này chúng ta xem phần định dạng này nằm ở chỗ nào. Thì ở trong phần bootstrap của chúng ta đã định dạng nó là PHP. Vì vậy chúng ta cần định dạng lại. Nếu các bạn muốn định dạng lại thì chỉ đơn giản là chúng ta sẽ gọi như sau. Các bạn sẽ chỉ cần sửa lại tên cái phần đuôi mở rộng của tập tin format.html này thành PHP là xong. Vậy chúng ta sẽ đi vào phần layout, chọn cái tập tin format.html và bấm F2. Lúc này chúng ta sẽ chọn là PHP, sửa lại thành PHP và chúng ta bấm OK. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Vậy thì các bạn đã thấy chúng ta đã đầu tiên là các bạn thấy là nó sẽ chạy vào format controller và vào hàm init. Sau đó mới chạy đến các cái action trong cái controller này. Bây giờ chúng ta hãy thử với một action khác để xem có phải là như thế hay không. Chúng ta sẽ tạo ra public function index2 action. Và trong index2 action này thì chúng ta cũng sẽ khai báo một cái dòng như thế này để chúng ta in ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ CLS tập tin view của index lại thành index2. Chúng ta sẽ CLS lại thành index2.html. Bây giờ chúng ta sẽ thử truy cập vào format index2. Và các bạn đã cũng thấy là hàm init trong format controller được chạy trước, sau đó mới đến hàm index2 action của format controller chạy sau. Vậy là chúng ta đã bắt đầu có thể thực hiện được. Vậy thì chúng ta sẽ xem một kiểu mã mà thường xuyên hiển thị ở phía trên của trang web, đó là doctype. Thì lúc này chúng ta sẽ đi vào trong phần, chúng ta sẽ mở ra phần layout và chúng ta vào phần format.php. Chúng ta sẽ in ra một dòng phía trên này, echo div chọn đến doctype. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Và chúng ta không thấy vấn đề gì thay đổi cả. Chúng ta sẽ chạy ở tạm thời, chúng ta sẽ tại index. Lúc này chúng ta hãy view suột để xem mã nguồn. Thì phần doctype của chúng ta đã tạo ra cho chúng ta những điều này. Đây được gọi là một cái kiểu gọi là công bố văn bản. Có nghĩa là chúng ta công bố với trình duyệt của chúng ta văn bản, cái kiểu hiển thị văn bản của chúng ta trên trình duyệt là gì. Và cái kiểu chuẩn hiện nay, mới nhất hiện nay đó là cái kiểu lo.tdt. Phần này thì chúng ta thường rất là ít khi chú ý, nhưng để cho trang web của chúng ta chạy tốt trên mọi trình duyệt và các trình duyệt nhận dạng đúng những cái định dạng của chúng ta thì chúng ta nên thêm dòng này vào trước thẻ HTML. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nó. Thì với format layout của chúng ta thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ cần HTML. Và khi mở thẻ HTML thì chúng ta cũng phải có đóng thẻ HTML. Tiếp đó là chúng ta đến header.
Thì trong phần header này chúng ta sẽ thực hiện bổ sung vào một số hàm, sau đó chúng ta đến phần body. Vậy phần content của chúng ta sẽ được để trong phần body. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một thẻ div để cho chúng ta dễ dàng nhìn thấy. Để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được cái nào là phần content và cái nào là phần header. Lúc này chúng ta sẽ tạm thời tạo một định dạng với nó, cho nó đó là ví dụ như chúng ta sẽ cho nó có một cái chiều cao xác định, thì nếu một chiều cao xác định thì chúng ta sử dụng là min 2 và chúng ta đưa vào giá trị cho nó là 250. Lúc này chúng ta sẽ cho thêm border vào cho thẻ div này, thì chúng ta sẽ thuộc chọn là solid và có ấy là 1px. Tiếp theo là màu sắc của chúng ta sẽ chọn màu gì thì chúng ta sẽ chọn một cái màu nào nhẹ nhàng, ví dụ như là 3333. Vậy bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem thông tin. Các bạn đã thấy phần giữa của chúng ta đã hiển thị được một cái khung. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời tắt phần này đi để chúng ta dễ thấy hơn. Lúc này chúng ta vào Format Controller và tiếp đó là chúng ta tắt phần Echo trên hàm Binity. Vậy là các bạn đã hiểu Doctype của chúng ta là gì. Bây giờ chúng ta nếu một vấn đề đặt ra, nếu chúng ta muốn đưa Title vào trong cái phần có nghĩa là chúng ta sẽ đưa title của chúng ta vào trên phía trên này, thì chúng ta sẽ viết như thế nào để thêm được title vào phần này trên trình duyệt của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng sự trợ giúp của một lớp được gọi là then view helper head title. Thì chúng ta sẽ gọi như sau, new, ví dụ chúng ta gọi là head title bằng new then view helper. Và sau đó chúng ta sử dụng lệnh set title. Lúc này chúng ta hãy đưa vào cái phần title của chúng ta, thì lúc này tôi sẽ đưa vào nó có giá trị là giá trị này. Vậy chúng ta chỉ cần đưa vào như thế này. Sau đó chúng ta hãy refresh lại và để chúng ta xem. Bây giờ chúng ta hãy thử view thuộc xem chúng ta có hay chưa. Chúng ta thấy title của chúng ta chưa có trong này. Vậy thì đó là một lý do rất là đơn giản, vì chúng ta chưa in title ra. Vậy làm sao chúng ta in được? Lúc này chúng ta vào phần header và chúng ta thực hiện như sau: echo div chọn đến head title. Và sau đó chúng ta hãy refresh lại ứng dụng của chúng ta. Các bạn đã nhìn thấy phần title của chúng ta hiện ra ở trên này, vì chúng ta sẽ view thuộc để nhìn thấy rõ hơn. Thì chúng ta đã thấy được phần title chúng ta hiển thị ra. Vậy thì lúc này để tạo ra một cái phần title cho trang web, thì đầu tiên trong phần layout của chúng ta sẽ phải có div cho đến head title. Tiếp theo nữa là ở trong cái phần nào các bạn muốn đưa title vào thì các bạn sử dụng set. Đây là một cái cách viết mà chúng ta có thể viết được, nhưng trên thực tế thì ít khi nào họ sử dụng đến head khởi tạo new gen helper vào trong cái action, mà lúc này chúng ta sẽ gọi thông qua cái lớp gen view bằng cách như sau: div gọi đến view gọi đến head title. Và lúc này chúng ta đưa vào phương thức set
thì chúng ta cũng đưa vào nội dung này. Sau đó chúng ta hãy thử đóng phần này lại và chúng ta refresh lại ứng dụng của chúng ta. Để chúng ta xem tại sao ở đây là không hiểu. Ở phần này tôi viết thiếu dấu ngoặc. Rồi bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Và bây giờ chúng ta hãy view sụt. Thì các bạn đấy, chúng ta cũng có một giá trị tương tự như là khi chúng ta khởi tạo lớp gen view helper header. Vậy thì đây là một cái cách gọi thông dụng. Còn nếu các bạn muốn nối thêm một cái gì đó vào title của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Did gọi đến view head title. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng một phương thức là append. Append có nghĩa là thêm vào. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ đưa vào là ví dụ như gen framework chaining code. Và sau đó chúng ta refresh lại để chúng ta xem. Bây giờ do cái tiêu đề của Rome khá ngắn nên chúng ta hãy view thuộc để nhìn rõ hơn. Thì các bạn đã thấy chúng ta đã nối được thêm vào một dòng trong cái title của chúng ta. Đây là một cái cách mà để các bạn có thể nối các title vào với nhau. Bây giờ tôi xin nhắc lại phần header title này. Thì để hiện được phần title trong layout của gen framework thì chúng ta cần thực hiện bước sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa một dòng vào trong phần layout của chúng ta, đó là div gọi đến head title. Head title lúc này là gen view helper. Chúng ta sẽ học kỹ hơn về gen view helper. Gen view helper thì có cái khả năng hoạt động rất là rộng, có cái vùng hoạt động rất là rộng. Nó có thể hoạt động ở phía trong controller, trong mạng sân, hoặc là hoạt động trên layout hoặc ở trên những phần view. Thì nếu các bạn nhìn thấy ở trong một cái layout nào đó mà chúng ta có chữ div trỏ tới một cái tên hàm hay một cái gì đó thì thông thường đa số hoặc độ 90% nó là gen view helper. Ví dụ như ở đây cũng là chúng ta đang khai báo truyền một cái biến ra phía ngoài. Thì lúc mà gọi ở phía ngoài thì thực sự nó không phải là gen view helper, mà lúc đó nó sử dụng một cái phần của gen view, đó là đăng ký vào một giá trị và trong biến toàn cục của gen view và truyền ra phía ngoài và phần view của chúng ta. Thì kế tiếp của chúng ta là muốn thiết lập một cái title mới cho một cái action nào đó thì chúng ta chỉ cần phương thức set và chúng ta đưa cái giá trị vào trong cái phương thức này. Còn nếu các bạn muốn nối cái title của chúng ta với một cái title đã có sẵn thì chúng ta sẽ sử dụng là append, có nghĩa thêm vào. Lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta nối phần phương thức này và cái dòng lệnh này, thì lúc này chúng ta đã nối được. Đó là những phần mà chúng ta cần quan tâm đến title. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể gọi bằng cách gọi gen view helper lên, rồi sau đó chúng ta thiết lập giá trị cho nó. Nhưng cách gọi thông dụng mà các bạn sẽ thường thấy ở trong các ứng dụng viết thường là như thế này, chứ không phải là cách gọi ở phía trên. Cách gọi ở phía trên này thì chúng ta thường sử dụng được để viết ở trong các cái phần như là model hoặc form thì chúng ta dùng nhiều, chứ khi ở trong một cái action hoặc một controller thì chúng ta thường sử dụng phương thức div trỏ tới view nhiều hơn.